Được sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đã tới diện kiến cây đa thần tại xóm Đường Lâm, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Cây đa thần có gốc lớn, khoảng chục người vòng tay ôm không xuể. Tán cây che mát cả một khoảng đất rộng. Nhiều cụ cao niên trong làng cho biết, họ cũng không thể xác định được chính xác là cây có từ bao giờ. Nhiều người cho rằng cây đa đã có ngàn năm. Từ nhỏ, họ đã nghe ông bà cha mẹ kể về nó với những câu chuyện đầy bí ẩn. Cây đa thần cổ thụ tỏa bóng mát rộng khắp một khu. Trong khu vực tán cây đa này tỏa bóng thì bất cứ ai cũng không được vô lễ. Cụ Quyền Đình Kiểm, 83 tuổi, ngụ tại xóm Đường Lâm, xã Bản Ngoại, người gần một thế kỷ sinh sống gần cây đa linh thiêng cho biết. Cụ có nghe ông bà kể lại, trước đây khu vực này chỉ có rừng rậm. Người dân ra sức khai hoang đất đai, triệt phá cây cối, nhưng cây đa vẫn sừng sững ở đó. Trước đây cũng có một ngôi miếu được lập nên để thờ thần đa, nhưng rất sơ sài, nhiều khi còn bị gà đạp đổ phóng uế. Tức giận vì không được tôn kính nên thần đa đã trừng phạt người dân nơi đây. Quanh năm làm ăn mất mùa, bệnh dịch hoành hành, trộm cắp triền miên. Sau này có một vị thầy đã xem và nói, cần phải tôn tạo lại ngôi miếu cho trang nghiêm thì dân làng mới làm ăn thịnh vượng. Cũng theo cụ Kiểm, nhiều người dân trong xóm cho rằng gốc cây cổ thụ là nhà của những hồn ma đã khuất, không mồ mả, không được nhang khói. Thế nên sau lần có người lấy cành đa về làm đồ dùng bị trừng phạt, khiếp sợ nên đến nay không ai dám chặt cành hay phạm đến thần đa. Cụ Kiểm cho biết cái miếu mới được tôn tạo lại gần đây. Miếu này thờ thần núi, thần cây và vong linh của những người lính ngã xuống trên đất này. Cây này, miếu này thiêng lắm, ai cũng kiêng nể. Nhiều câu chuyện khó lý giải cũng từ cây này mà ra cả đấy. Những bậc cao niên trong vùng như cụ Kiểm giải thích rằng cây tồn tại hàng ngàn năm, trải qua biết bao biến cố, gắn bó với biết bao thăng trầm của mảnh đất này, nên nó tụ hội, kết tinh, tập trung linh khí của dân làng nơi đây, nên thiêng liêng như một vị thần. Câu chuyện kỳ bí về đa thần một lần nữa được khẳng định, lan truyền và có phần thực tế hơn. Các bậc cao niên và cựu chiến binh trong vùng cho biết, những năm kháng chiến chống Pháp, có vô số chiến sĩ đã thoát chết trước đường đạn của kẻ thù vì làm lán trú ẩn dưới gốc cây này. Cũng đã có những chiến sĩ đã ngã xuống vì không kịp vào nơi trú ẩn. Nhiều người tin rằng linh hồn các chiến sĩ đã ở lại nơi gốc cây. Trước đây, khi đi ngang qua cây, mọi người đều ngã nón đi qua một cách cung kính. Hơn thế, trong những câu chuyện kể của người xưa, màu sắc thần bí, huyền hoặc luôn bao trùm bóng cây đa, khiến nó càng ma quái hơn. Bà Vũ Thị Hiếu, 78 tuổi cho biết, sự to lớn một cách kỳ lạ của gốc cây cũng như tán lá của nó làm con người trở nên nhỏ bé, choáng ngợp. Vào buổi trưa, đứng dưới thân cây lại càng đáng sợ. Không chỉ phát ra những âm thanh đầy ma quái, nơi gốc cây cũng xuất hiện những hình bóng kỳ lạ khiến những người chứng kiến phải nổi da gà. Cách đây khá lâu, vào tầm 12 giờ trưa, bà Hiếu đi ngang qua thì thấy ở ngã ba thân cây có hiện lên hình ảnh chiếc chùa một cột. Một lần khác, có người phụ nữ tên Hằng ở xã Phúc Lạc, Đại Từ, Thái Nguyên, khi đi qua thấy rất nhiều người mặc đồ trắng ngồi trên cây đu võng, đã khiếp sợ kêu thất thanh. Những câu chuyện nhuốm màu sắc ma quái, những hình ảnh lạ đó đã khiến cho người dân nơi đây ít dám qua lại khu vực này, nhất là vào lúc trời bắt đầu chập choạng tối. Cụ Kiểm kể rằng cách đây mấy năm, có anh Trần Văn Sang trú tại xóm Đồng Ninh, xã Bản Ngoại, rủ một số người bạn ra chặt cành đa về làm cỏ đập lúa. Phần cành to và thẳng thì sẽ làm phản để đóng đồ dùng. Ngay sau đó một thời gian, anh Sang đã thắt cổ tự tử ngay tại nhà mình. Người dân cho rằng do anh Sang đã chặt cánh tay của thần đa nên bị thần đa nổi giận trừng phạt. Cứ thế, không ai dám phạm thần đa, cho dù hiện nay bóng của cành đa tỏa rộng gần hết một thửa ruộng ở gần đó. Cụ Kiểm cũng cho biết, cùng lần đi chặt cành đa làm cối đập lúa với anh Sang, còn có anh Thịnh ở cùng xóm Đồng Ninh. Lần đó,
anh Thịnh chỉ là người khuân vác cành đa khi đã chặt. Một thời gian sau, anh Thịnh bị thần kinh, luôn trong tình trạng hoảng loạn. Sau đó, anh này phải mang đồ đến miếu gần gốc thần đa tạ tội thì mới khỏi bệnh. Đến hôm nay, nỗi ám ảnh về một cây đa có sức mạnh thần bí và tồn tại trong tâm trí của nhiều người sống trong xã. Cũng ở khu cuối xóm người Khmer, nhưng mà bác Tư ở tách biệt giữa đồng. Con đường đất to dẫn vào nhà bác, hai bên rợp bóng cây trăm bầu mát rượi. Hồi bé, tôi hay theo cậu Út lên khu đó thả diều, hái bình bát ngoài ruộng về dầm đường đá ăn. Bác Tư cũng có cô em ruột, nhưng vì tranh chấp đất đai nên hai anh em không nhìn mặt nhau. Bác Tư giận cô kia ra mặt, dù đi ngang nhà đụng mặt nhau hàng ngày cũng chẳng thèm liếc một cái. Đợt đó, bác Tư đào ao trước nhà để thả cá nuôi. Hai thằng con trai cô Hồng mon men dắt nhau đến đáy nghịch nước. Thằng bé mới 4-5 tuổi, chẳng may lọt xuống ao. Thằng lớn nhìn thấy bác Tư ngồi ngoài hè uống nước trà, mới la làng nhờ bác Tư vớt em nó lên. Bác Tư vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Thằng lớn hoảng sợ, bật khóc nức nở, chạy về nhà gọi người cứu. Tới chừng ba mẹ nó chạy đến nơi, mò thằng bé lên thì muộn rồi. Bác Tư vẫn bình thản nhấp từng ngụm nước trà. Cô Hồng đau đớn ôm thằng con trong lòng, uất ức người anh ruột tàn nhẫn bỏ mặc con trai cô chết đuối. Cô nguyền rủa cả nhà bác Tư gặp quả báo. Bác Tư vẫn ngồi đó mắt nhìn xa xăm. Ai làm gì nói gì mặc kệ, liên quan chi tới tao. Hàng xóm dị nghị đủ điều, bác Tư vẫn điềm nhiên. Con cái không lo coi chừng dòm ngó thì trách ai. Sau sự việc đó chẳng bao lâu, xóm tôi đồn dần dần nhà bác Tư có ma. Nguồn cơn tin đồn từ ông cậu hai nhà tôi. Cậu hai nhà tôi sôi ếch giỏi lắm, người ta còn có bữa hên bữa xui, chứ cậu tôi đêm nào cũng đầy giỏ, có khi còn cột thêm một sâu cá lóc cá trê xách về. Đêm đó, cậu hai nhà tôi đi bắt ếch trên đồng sát bên nhà bác Tư. Ếch nhá nhiều, bắt chút xíu là đầy nhóc một giỏ. Cậu tôi mới vác cây dĩa đi về theo lối con đường đất trước nhà bác Tư. Đi được một đoạn, cậu có cảm giác có người sau lưng. Khi quay lại thì thấy cái bóng trắng trèo lên ngọn trăm bầu. Nói chuyện từ cây nọ qua cây kia tới nhà bác Tư thì mất hút. Cậu hai gặp ma từ nhỏ nên ổng cũng không sợ lắm, cuốc bộ về nhà bình thường. Từ hồi thằng con cô Hồng mất, cô ngủ hay mơ thấy nó. Có lần cô thấy nó về nói nó sắp có bạn chơi cùng rồi. Ngày hôm sau, người em bà con của cô Hồng đau bụng đẻ, đưa đi nhà bảo sanh xã thì đứa bé bị chết lưu. Cô Hồng nhớ tới giấc mơ về thằng con của cô, nhưng kể cho mọi người nghe thì không ai tin. Sau đó một thời gian, xóm tôi lại có tin đồn nhà bác Tư có quỷ chứ không phải là ma nữa. Bác Chính, chủ ruộng giáp nhà bác Tư, đi khai nước vô ruộng buổi trưa, tận mắt nhìn thấy hai đứa con nít nhỏ xíu chạy nhảy trên nóc nhà bác Tư. Tụi nó còn dắt nhau trèo lên cây dừa sau nhà nhanh như chuột. Không chỉ mình bác Chính mà cả đám con nít trong xóm lên đó chơi thả diều, bắn đạn cu li đều nhìn thấy hai đứa nhỏ chạy ra chạy vào nhà bác Tư. Trong khi nhà bác Tư chỉ có hai vợ chồng, các con đều đi làm xa hết. Thế là đám con nít bị cấm tiệc lên khu đó. Mấy người già bảo chỉ có quỷ mới để cho người ta thấy ban ngày thôi. Chơi đùa ở chỗ đó có ngày quỷ dắt đi. Đám con nít nghe xong, mặt mày đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu. Mấy ông bạn nhậu chí cốt của bác Tư tới nhà nhậu, còn nhìn thấy đứa con nít đang vét nồi cơm nguội, tay bóc cơm ăn ngon lành. Khoảng mấy năm sau, cô Hồng lại chiêm bao, thấy con trai về báo là nó dắt cậu Tư nó đi, nó không về nữa. Con cô Hồng báo mộng đúng thật. Bác Tư đổ bệnh, đưa đi bệnh viện đúng một ngày thì mất. Nghe kể lại, lúc hấp hối đau đớn lắm. Bác Tư bị trào máu miệng, hai tay quơ loạn xạ như người bị đuối nước. Bác Tư mất tròn năm,
thì con trai lớn Bác Tư ở Sài Gòn mắc bệnh lạ. Toàn bộ nội tạng bị phá hủy hết. Bác sĩ chê trả về. Trở về đến nhà, con trai Bác Tư đau đớn gào thét mấy ngày mới chết. Mẹ tôi kể, đi đám tang chịu không nổi mùi hôi thối. Chồng mất, con mất, vợ Bác Tư hoàn toàn gục ngã. Bà thơ thẩn như người mất hồn. Vài tháng sau, vợ Bác Tư ngủ một giấc và không bao giờ thức dậy nữa, khiến cả xóm bàng hoàng. Cô Hồng cũng đã nguôi ngoai nỗi đau, không còn oán giận người anh của mình. Cô đứng ra lo đám tang cho chị dâu và hương khói sớm hôm. Con gái Bác Tư thỉnh thoảng một năm về vài lần cúng kiến. Căn nhà hầu như bỏ hoang khiến nó càng vô cùng lạnh lẽo. Phải chi sự ganh ghét ích kỷ nhỏ nhen của con người có thể nhẹ nhàng bay theo gió, thì chắc nhân gian sẽ chẳng còn những chuyện đau thương